Xin chào các bạn, tôi tên là Vân Anh, tôi tu luyện ở Đại Pháp đã được 6 năm. Hiện nay tôi đang sống ở bên Eco Park. Đắc Pháp thật là một niềm may mắn bởi vì tôi đã tu luyện được rất là nhiều cái tâm tính cho mình. Đặc biệt đối với tôi ý, đó là cái vấn đề nóng giận. Trước khi tu luyện thì tôi là một người nóng tính lắm. Đã vậy tôi lại còn là một người cầu toàn đến thái quá luôn. Tôi đặt ra cho mình những tiêu chuẩn rất là cao. Và khi những người xung quanh tôi không theo được những cái tiêu chuẩn cao đấy của tôi thì tôi nóng giận. Rất nhiều các học viên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, chia sẻ rằng tu nhẫn khó vô cùng. Nhẫn là một trong ba nguyên lý chân, thiện, nhẫn mà mỗi người tu luyện Pháp Luân Công cần phải tu dưỡng bản thân. Qua chia sẻ của chị Vân Anh, hiện là thành viên sáng lập và chuyên gia cao cấp phụ trách chuyên môn tại công ty Artemis, người đã hơn 20 năm làm quản lý nhân sự cấp cao của các công ty, tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng và các tập đoàn lớn trong nước như Unilever, ANZ, Vingroup, TH Group, ở các vị trí trưởng phòng, giám đốc nhân sự và trợ lý cao cấp của các chủ tịch tập đoàn lớn. Chúng ta có thể hiểu thêm về việc tu dưỡng tâm tính theo chân, thiện, nhẫn của mỗi học viên, đệ tử Pháp Luân Công ở mỗi cương vị công tác và cuộc sống khác nhau như thế nào. Trong công việc thì tôi là một giám đốc nhân sự, tôi cũng làm cho các công ty tập đoàn lớn. Trước đây thì tôi cũng mang cái sự cáu giận của tôi vào cái công việc và nhân viên rất là sợ. Ví dụ các em mà mang một kế hoạch hướng dẫn rõ ràng rồi nhưng mà tôi không ưng ý thì tôi có thể cáu đến mức là không xem tí nào hết, gạch và em đi ra làm lại. Chồng tôi là tổng giám đốc của công ty trong ngành hàng không, về nhà thì rất hay khắc khẩu với nhau, từ chuyện lớn chuyện nhỏ gì là cũng phải hơn thua nhau một câu ngay. Mà đón đưa vợ con mà không chuẩn xác, tôi cáu lắm, tôi lên xe là có thể không có gì luôn, hoặc là đùng đùng. Về đến nhà thì tôi thường xuyên có cái câu nói khi mà không ưng ý với cả chồng con. Tôi nói là anh mà là nhân viên của em đuổi việc lâu rồi, có những chuyện như thế luôn á. Thì những cái chuyện đấy nó đã thường xuyên xảy ra trước đây. Đấy là câu chuyện mà khi tôi chưa tu luyện. Còn bây giờ thì tôi cũng đã dần dần thay đổi mình. Thực ra với nhân viên thì tôi cũng tìm một cách chỉ ra cho em thấy cái bản kế hoạch này, chỉ thấy cụ thể là điểm này điểm kia chỉ thấy chưa được, đi về làm lại cái chỗ đấy đi. Và thậm chí xa hơn nữa là tôi không định được nữa, thì để cho các bạn chụp đưa kế hoạch lên. Và sau khi có bản kế hoạch đấy, tôi đi sửa thì các bạn thấy được tự suy nghĩ và lập một kế hoạch riêng, có cái trình kiến riêng, đôi khi nó cũng tốt hơn là bị áp đặt định hướng gì đó của tôi. Thì đã chuyển hướng sang thành người hướng dẫn cho các bạn cũng hơn là áp đặt và chỉ bác bỏ tôi. Và bây giờ có rất là nhiều đồng nghiệp thấy là chị Vân Anh khác ngày xưa quá, và cái khác nhiều nhất là thấy chị lúc nào cũng tươi vui với một năng lượng tích cực, truyền được cảm hứng cho các bạn ấy. Và các em cũng không quên là khen là chị càng ngày càng trẻ. Tôi tranh thủ chia sẻ với các bạn là thực ra tôi tu luyện Pháp Luân Công đấy. Trong cái cuộc sống gia đình tôi cũng phải điều chỉnh cần mình. Khi mà tu luyện tôi hiểu đó là những việc rất là nhỏ, không đáng để gây ra những cái hiềm khích xích mích giữa hai vợ chồng, mất cái hòa khí. Chúng tôi nhắc nhở nhau nhẹ nhàng. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi càng ngày càng hiểu hơn về chữ nhẫn. Đó là một cái liên kết rất là chặt chẽ với tu luyện tâm tính. Khi mới tu luyện tôi vẫn gặp phải những cái hoàn cảnh mà khiến cho mình vẫn nóng tính. Nhưng dần dà tôi bắt đầu thực hành được là cho mình một cái khoảng hòa hoãn. Trước một sự việc mình sẽ nghĩ là việc đấy nó không đáng phải cáu giận như vậy. Tôi cũng không có cầu toàn quá để khiến cho mình mệt mỏi. Bây giờ mọi chuyện cuộc sống xung quanh tôi nó cứ nhẹ nhàng. Và tôi cảm thấy là thật sự là thân tâm an lạc đó. Và bạn bè, gia đình, đồng nghiệp thì đều thấy là đây là một sự khác biệt giữa Vân Anh ngày hôm nay và Vân Anh của mấy năm trước. Khác biệt rất nhiều.